Hạt mã tiền bên mình bán thì hiện tại bây giờ đang là hạt mã tiền đen và nó có giá là 200.000 đồng cho 1 kg. Đây là cái loại hạt mã tiền này khá là nhỏ, nó chỉ bằng đầu ngón tay này thôi và cái kích thước của nó sẽ bằng với hạt mã tiền trắng nhưng mà bé hơn mã tiền nhung. Mã tiền sẽ chia là mấy loại đấy nhưng mà đa số mình chỉ bán loại này thôi tại vì là cái giá thành nó hợp lý mà tác dụng nó cũng giống như các cái loại kia. Thế và các cái thầy thuốc đó, thì thường người ta cũng chủ yếu là bốc cái hạt mã tiền này. Tác dụng của nó khá là tốt cho cái bệnh xương khớp và cái này thì nó rất là độc cho nên là cô chú anh chị tuyệt đối là không được ăn vào người, nó rất là nguy hiểm. Khi mà chúng ta ngâm ấy thì chúng ta sẽ cần làm lát nó ra, chúng ta có thể sử dụng dao để băm, sau đó thì chúng ta cho vào cái chai hoặc cái bình đó. Chúng ta đổ ngập rượu qua cái mã tiền này, sau đó thì sau khoảng tầm 1 tháng, nửa tháng đến 1 tháng bắt đầu các cái chất ở trong mã tiền nó thôi ra thì chúng ta sử dụng những cái nước của tiểu đó, nước của tiểu ngâm cái mã tiền này này và chúng ta sẽ xoa bóp vào những cái chỗ mà chúng ta đang bị đau nhức xương khớp. Thì khi mà cái bệnh đau nhức xương khớp của chúng ta nó bị đau thì chúng ta xoa như vậy là nó đỡ, xoa bóp bằng cái hạt mã tiền này thì nó đỡ, nhưng mà nhớ là phải ngâm tiểu và không được ăn. Và có một cái lưu ý rất là quan trọng là khi mà chúng ta xoa bóp như vậy thì những cái chỗ mà có vết thương hở là tuyệt đối chúng ta không được xoa bóp vào, tại vì cái hạt mã tiền này mọi người biết là nó rất rất là độc. Đó. Có những người ăn vào là nguy hiểm đến tính mạng luôn, cho nên là mọi người tránh những cái vết thương hở này, tránh không được ăn, không được uống vào người. Đó. Nó cực kỳ độc, cái này độc lắm luôn, mọi người chưa dùng chưa biết, chỉ cần một một cái lượng vừa phải như thế này thôi là cũng có thể khiến chúng ta đi đi một nơi rất xa. Đấy. Thì hạt mã tiền đó thì mình đang bán là 200.000 đồng cho 1 kg. Cô chú anh chị nào có nhu cầu về hạt mã tiền thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại mình đặt trên màn hình 0971858882, số đó mình có Zalo và có cả Facebook luôn. Ok, xin kính chào cô chú anh chị, chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng.